chào tất cả các bạn, anh chị em và cô bác gần xa nha. Anh tí kìa, ngồi nhìn nhỏ con. Nay đi hâm mấy cái cây câu cắm ở cả nhà. Ngày mới em anh tí chúc sức khỏe gia đình mình nha. Giờ mời cả nhà mình cùng theo em với anh tí đi hâm câu cắm bữa nay. Giờ sáng sớm lội nữa này cả nhà ơi, lạnh giò luôn á. Đi trên bờ thấy nó bấp bênh quá anh, lẽ xuống ruộng đi luôn cho nó đỡ. Ui, đâu, từ từ chờ em chứ, từ từ dính ra kìa. Ơi giật, ơi giật. Trời ơi, chơi anh ơi, quá ngon. Con đầu tiên này cả nhà. Con đầu tiên của em nè. Trên này trên lai hay trên dừa anh? Lai. Ngon quá. Trời ơi, em ban mình mấy. Em nghe nói dính cá cái em ban. Em ban mình mấy em mình nước nồi không rồi. Nào. Ồ, cái này không dính nữa cả nhà ơi. Nè, nó ăn mắc cái cục mồi rồi mà không dính. Bên anh sao rồi? Mới vô đề ba cái ngon quá mà. Dạ. Ờ. Không chân lên hả? Anh thấy cái nhà nói bông lục bình này nè, anh thấy chấm cá kho lạc ngon lắm anh. Trời ơi, lùm đằng kia kìa. Đó, nắng kìa. Thì gỡ nó ra. Ngon ha, con đầu tiên về ngon rồi. Móc ngay khu mắt nó luôn rồi kìa. Bỏ đây, để cho nó mát mọi dừng. Thấy rổ đã dằn lên. Xui à? Nè, cái càng này chết luôn rồi anh ơi. Ừ. Vô ra cảm giác cục bố luôn. Táp banh banh không có. Ừ, lục bình với nó kìa, kìa anh. Đó, lùm đó kìa. Chút nhỏ thử không? Chút nhỏ thử vàng không? Ừ. Quá trời luôn kìa cả nhà. Cả nhà nói là nhổ cái bông đó luôn đó anh. Cái bông vậy? Ờ, lấy nguyên cái bông vậy luôn á. Rồi. Rồi ví dụ nấu canh chua, tại em nghe mấy anh em nói á, nấu canh chua xong cái nhúng nó vô á, nó quéo lại là lấy ra. Ừ, đẹp ghê không kìa. Không dính luôn. Độc mà ta. Bị táp gãi hả, như gì vậy? Táp gãi không. Chút nữa hái mấy bồng vậy. Kho cá ăn cơm mình thấy có con cá trê rồi anh thấy. Đâu? Dính không? Ơi. Trê nó hả, gì hả? Trời ơi. Trê này nhỏ anh ơi. Ừ. Con này nhỏ. Có đỡ hơn không người ơi. Đây rồi, giải cái gì nữa. Có đỡ hơn không à? Có đỡ hơn không, đỡ hơn lụm càng không. Chắc tại nước lên xuống hay sao anh? Cái nhà chờ em với anh tí đi vòng qua bên đó nha. Em bấm máy quay tiếp nha. Trời lai nữa hả? Chán kiếm còn cá lóc rồi anh. Trời
Nào quay qua coi. Ngon lắm. Quay coi. Cái nhà nè. Ơi, máu không à? Bên đó máu không à? Quay hồng qua đây nè anh. Gì vậy? Nốt cái lử hả? Nghe cầm này chứ giờ hết cầm được rồi. Nãy giờ nhổ vô đây cần rồi nè cả nhà. Dính được mới có như 3 con à. Nó nói là sao phải không? Nó đang đói bụng á. Anh nuôi nó. Ôi, thục chém té. Hết mồi nữa. Nhưng mà bữa nay là có mấy con trê đó là được con bự à. Ui. Làm như đây nó không có cá lóc mà sao anh? Móc con ốc xong rồi tiết nè, móc con nhái nè. Vậy mà không ăn. Mà không ăn. Đi từ nãy giờ mà không thấy dính nữa cả nhà. Nè, ai giăng lưới nữa nè. Đó, có người ta ra ta giăng lưới đây nè. Sao nó ăn hết rồi mà không dính ta? Nè, nó sắn tùm lum hay là ai dính trước rồi nè. Ồ, này nghi chắc tác phục quá. Hay là ai giăng lưới đây nữa nè anh. Rối đĩa quá hả? Đầu dính không? Trời ơi, chết ngắt rồi. Lú cái đầu rồi kìa. Quay không? Về chiên luôn. Về chiên luôn anh ơi. Chết ngắt rồi cả nhà. Ổn quá. Không mà không sao, về mặn liền luôn mà. Đâu? Sống. Mà nó gần chết luôn rồi kìa, nó trắng rồi kìa. Trắng luôn rồi. Ai da, căng thẳng quá. Nó rào sao chịu không nổi ta. Chịu không nổi rồi anh rồi. Cá nhỏ chịu không nổi rồi. Thì mình lại mình thăm cái gì? Cái giớn hả? Ừ. Lại thăm cái giớn nữa cả nhà. Đi xong rồi về. Chơi mấy cái bẫy cá để vào đây bị ta lấy quá vậy, chơi luôn cái giớn luôn hả? Bắt cho tính bắt hết cá ruộng hả chị anh? Ủa dạ. Cầm dính rồi. Ủa dạ. Ra máu rồi. Dính vô ốc rồi anh ơi. Mẫu điều khách mời hết. Ôi, cái nguyên do ốc nó ăn vô giò em luôn rồi. Cần này nhái khổng lồ mà tát cũng tát ăn luôn rồi. Nào. Tại chờ tại cái đằng luôn nè cả nhà. Cho nghe nó im quá anh. Trong hồi nãy đứng trên bờ nhìn gió thoải mái cái kinh lên.
mai cái đường lấy á. À. Nghe em ru quá. Được không? Đáng câu lên bờ đi. Coi có mười con. Có con gì nó trung đình. Đâu? Có. Trung đình có nhả bọt. Xiện bóng lên hả? Trời ơi, cái con không hả? Cái gì vậy anh? Cái con không? Dạ. Có con gì không? Được mấy cái. Ê, ê, ê. Từ từ để em. Để em. Ơi có con rùa. Con gì? Con rắn trung. Ơi con rùa nữa, lươn nữa kìa. Trận con lươn nữa hay gì kìa? Rắn trung. Đâu đâu đổ vô coi con rùa nữa hả? Chung ra đủ thứ hết. Vô. Mà nó không nhiều thôi. Các con quá trời luôn rồi kìa. Này tại hở chân chứ nó không hở là dính nhiều. Còn có con rùa nữa nè cả nhà ơi. Rùa ở đây sao nhiều dữ thiệt chứ. Ui chà. Dậm mấy cái vỏ ốc đầu quá. Tét rồi. Mấy cá lồng tông con nè. Nó cầm nó lên nhau. Rùa này nó bị nó bị phèn bám vô trong người nữa nè anh. Phèn bám vô đó. Ê, móng nè cả nhà. Có cả nhà hay không móng nè. Ghê không? Trời ơi. Ê, có con tép nữa nè, con tép nghe động rùa luôn. À, rùa. Con này đẹp quá anh. Vàng thật luôn. Rùa 3G hay gì á cả nhà. Như 3G nè. Với con rắn trùng. Với mớ cá lồng tông với tép. Cá lồng tông nè. Này về hả? Để coi anh tí làm gì. Rồi để em cầm lên cho ảnh nha. Bây giờ em về tới nhà cả nhà. Nãy giờ lu bu quá. Thành ra không có quay cái cảnh mà đổ cá cho cả nhà xem. Anh tí mới lựa xong rồi. Sót lại mấy con cá con nè. Cá sặc với tép con. Tép con. Đây, cái này là cua hồi hôm đi cắm câu á cả nhà, dập được mớ đó. Với lại cái tay lai hồi hôm nè, cái tay hôm được hai con cọt riêng trong túi lưới trong đây nè. Đây, bữa nay thì được rùa với lại tay lai nè, được con tay lai nãy nè. Ui da, cắn chứ là con rắn trùng. Đây rắn trùng đây. Chứ là hai con cá trào cẩn này chết hết con nữa cả nhà. Đâu con rùa rồi đó, đó nè. Con này ốp mà nó bị phèn dính tùm lum hết nè. Trên đó là nước có phèn đó cả nhà. Quá đã luôn. Rùa này chắc chút nó thả luôn quá. À, chỗ em đây bắt hả? Rùa này bắt hoài cả nhà, đâu dính hoài, bữa dính 5-6 con luôn. 10G, 3G, 1G, 2G, 3G. Đậu nè, đậu mũi. Dạ. Ơi, nó lú đầu rồi kìa. Ơi. Ơi. Ơi, ghê quá. Con này ngớm, cái đầu bự ghê. Rồi em cho vô đây nha. Thì thôi em xin ngưng video tại đây. Cuối clip chào cả nhà mình nha. Tí lù bù mới chạy về chở rơm hay gì ạ? Rơm luôn con gà, cá con gà em. Thời gian chạy gì đi nữa. Rồi chào cả nhà nha. Chào cả nhà luôn anh Tí ơi. Nãy giờ anh em lù bù quá cả nhà ơi.